xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với bản tin của kênh anh review ico ngày hôm nay và trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin quan trọng và hữu ích à, liên quan tới cái à, xu hướng trong thời gian tới của bitcoin như thế nào trong thời gian vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn liên quan tới cái vấn đề là liệu à, cái đà tăng trưởng này của bitcoin còn tồn tại được đến khi nào à, liệu à, bitcoin đã có uptrend thực sự hay chưa và nếu như trong thời gian tới có một cái uptrend của, Bitcoin, của giá lúc trong, trong cái đồ thị giá của Bitcoin thì những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được cái điều này thì video ngày hôm nay mình đã dành khá là nhiều thời gian và công sức để mà tìm hiểu, thu thập những cái thông tin và số liệu để có thể làm được cái video này cho các bạn. Thế nên là mình hy vọng là các bạn hãy xem hết video ngày hôm nay và các bạn hãy chuẩn bị giấy và bút vì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái thông tin quan trọng mà các bạn sẽ cần phải ghi lại để mà có thể tham khảo trong cái thời gian tới. Như thường lệ thì với những các bạn mới đăng ký kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình làm những cái video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được cập nhật và các bạn không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra thì các bạn hãy follow hai kênh Telegram mình để link ở dưới phần liên hệ thì kênh Trading FOMO vẫn là kênh mà mình cùng với cả admin thường xuyên update những cái thông tin liên quan tới thị trường, phân tích đồ thị giá của Bitcoin, vùng mua, vùng bán, các ăn coi các bạn nên Follow cái kênh này và kênh News là kênh mà mình update những cái thông tin liên quan tới thị trường tiền điện tử à, Ok quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay Thì video ngày hôm nay mình có rất là nhiều trạt đồ thị và có rất là nhiều chủ đề mà mình muốn chia sẻ cho các bạn Tuy nhiên thì mình sẽ đi tuần tự từng chủ đề một để các bạn có thể à, nắm rõ được không ạ Thế thì thời điểm hiện tại thời điểm mà chúng ta đang làm video ngày hôm nay thì giá trị của Bitcoin đang ở mức là 5 bốn đô gần 5.300 đô và đây là một cái mức giá à, phải nói là đầy hứa hẹn cho đồ thị giá của Bitcoin trong thời gian tới à, mình thấy là mình cảm nhận được là đang có rất là nhiều người tin tưởng vào một cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin từ thời điểm hiện tại cho tới cuối năm bởi vì Uh, giá trị của bitcoin đang có những cái chỉ số nó đang thể hiện rất là rõ ràng cho cái sự tăng trưởng và điều này thì liệu nó có xảy ra hay không và nếu nó xảy ra thì chúng ta cần phải quan tâm đến những điều như thế nào và nếu như nó không xảy ra thì trường hợp nào sẽ xảy ra được không ạ thì mình sẽ uh, chia sẻ rất là kỹ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thì uh, có một cái Uh, công cụ mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải quan tâm trong thời gian tới Nhất là những bạn mà đầu tư trong cái xu hướng dài hạn Thì uh, đây là cái công cụ mà chắc chắn là các bạn sẽ không thể bỏ qua Đó là công cụ uh, về điểm uh, Golden Cross và điểm Death Cross Hay còn gọi là điểm chết và điểm vàng Thì uh, với những các bạn mà follow và theo dõi những cái video trước của mình Các bạn sẽ uh, có được cái khái niệm về cái điểm Death Cross và điểm Golden Cross rồi Thì mình cũng muốn tổng dẫn cho các bạn thì điểm death cross xuất hiện là khi nào? Điểm death cross hay còn gọi là điểm chết nó sẽ báo hiệu cho chúng ta một cái xu hướng giảm giá à, trong khung uh, trong một cái khung dài hạn của Bitcoin. Đó là khi đường MA 50 và đường MA 200 cắt nhau. Sau đó thì đường MA 50 nằm dưới đường MA 200 thì nó sẽ thể hiện à, cho chúng ta thấy là một cái xu hướng xấu, một cái xu hướng bò sẽ xuất hiện. Và điểm golden cross thì ngược lại khi mà đường MA 50 và đường MA 200 cắt nhau. Tuy nhiên thì đường MA 50 lại nằm trên đường MA 200 thì sẽ cho chúng ta một cái xu hướng tăng trưởng cho cái đồ thị giá. Và 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 mình thấy là với cái công cụ này chúng ta có thể dự đoán được khá là chính xác uh, xu hướng giá trị của Bitcoin trong khung dài hạn. Và mình nghĩ rằng là trong uh, trong khung dài hạn để mà thì sử dụng cái công cụ điểm Golden Cross và Death Cross thì nó sẽ đem lại hiệu quả và nó sẽ có cái tính chính xác là cao hơn. Thế thì các bạn có thể thấy là vào thời điểm ngày 28 tháng 3 năm 2018 chúng ta xuất hiện điểm Death Cross trên khung D1 trên chắc của thị của Bitcoin và nó báo hiệu cho chúng ta là một cái xu hướng giảm giá trong khung dài hạn và đúng thật sự là như vậy kể từ khi mà Bitcoin đạt được cái có được cái điểm Death Cross vào ngày 28 tháng 3 thì tính từ thời điểm đó cho tới thời điểm hiện tại là khoảng hơn một năm chúng ta đã chứng kiến một cái đà lao dốc rất là mạnh mẽ uh, trong cái đồ thị giá của Bitcoin và các bạn có thể thấy là cái công cụ này nó dự đoán rất là chính xác trong cái khung dài hạn của Bitcoin là như thế nào và và sau cái điểm Death Shot vào ngày 23 tháng và ngày 28 tháng 3 năm 2018 thì thời điểm hiện tại chúng ta lại có một cái cơ hội xuất hiện một cái điểm gọi là điểm Golden Cross điểm Golden Cross là đường MA50 và đường MA200 cắt nhau đúng không ạ? Đang có cái xuống à, chuẩn bị cắt nhau rồi và sau đó thì đường MA50 nằm trên đường MA200 thì khi đó chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu gọi là điểm Golden Cross và đang có rất là nhiều bạn hy vọng vào cái điểm Golden Cross này sẽ đem lại một cái sự tăng trưởng thần tốc cho đồ thị giá của Bitcoin. À, vì các bạn có thể thấy là nếu như các bạn nhìn vào trong quá khứ ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của đường Golden Cross này nó không hề nhỏ một chút nào. À, mình sẽ kéo lại đồ thị vào năm 2015 Và ngày 23 tháng 10 năm 2015 Thì điểm Golden Cross đã xuất hiện Và ngay sau đó đường MA50 Luôn luôn nằm trên đường MA200 Và kéo dài cho tới cuối năm 2017 Có nghĩa là cái điểm Golden Cross này Nó đã báo hiệu cho chúng ta một cái xu hướng tăng trưởng Trong vòng 2 năm cho đồ thị giới của Bitcoin đó, Thì nó thì như mình đã chia sẻ là điểm The golden cross và điểm death cross nó sẽ có thể cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu tính bằng năm trên đồ thị giao của bitcoin nếu như các bạn biết cách sử dụng và thời điểm hiện tại chúng ta lại một lần nữa chuẩn bị xuất hiện đường golden cross à, lần cuối cùng chúng ta xuất hiện cái điểm này như mình vừa mới chia sẻ cho các bạn là vào năm 2015 đúng không ạ như vậy là sau 4 năm chúng ta mới có một cái cơ hội để xuất hiện một cái điểm gọi là điểm golden cross và điều này thực sự là điều rất là đáng chú ý trong năm 2019. Và nó có thực sự là thể hiện cho một cái đà tăng trưởng giá trị của Bitcoin hay không? Thì mình nghĩ là không chỉ cái đường golden cross này nó cho thấy một cái tín hiệu tích cực trong thời gian sắp tới mà còn rất là nhiều những cái chỉ số khác. Một cái chỉ một cái dấu hiệu nữa mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là cái đồ thị giá hiện tại của chúng ta đang nằm trên đường MA200. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Vì các con có thể thấy là kể từ khi mà chúng ta nằm đồ thị giá của Bitcoin nằm dưới đường MA200 thì nó chỉ thể hiện một cái xu hướng giảm giá rất là mạnh. Nếu các con có thể thấy đó, từ cái vùng khoảng 9.500 đô mà chúng ta kể từ khi lần đầu tiên chúng ta nằm dưới đường MA200 và chúng ta giảm xuống mức xấu nhất là 3 đô. Như vậy chúng ta chia 3 lần giá trị của Bitcoin kể từ khi chúng ta nằm dưới đường MA200 và khi mà chúng ta nằm trên đường M 200 thì chúng ta có một cái xu hướng tăng trưởng rất là mạnh mẽ đó như vậy là thời điểm hiện tại thì chúng ta lần đầu tiên kể từ khi uh, kể từ khi uh, chúng ta xuất hiện điểm death cross chúng ta có một cái dấu hiệu cho thấy chúng ta xuất hiện điểm golden cross và đồ thị giá của bitcoin nằm trên đường M 200 đây là hai cái dấu hiệu uh, rất là quan trọng để cho chúng ta có thể À, xác định được một cái chu kỳ tăng trưởng mới của Bitcoin à, có thể xảy ra hay không đó, Có hai cái công cụ mà các bạn có thể à, tham khảo để mà để mà xác định và và chuẩn bị cho và xác định và báo hiệu cho một cái xu hướng tăng trưởng của Bitcoin. Thứ nhất đó là đồ thị giá nằm trên đường 200 và thứ hai đó chính là điểm Golden Cross. Nếu như hai điều này được duy trì trong một cái đồ thị giá thì nó sẽ thể hiện một cái xu hướng tăng trưởng à, rất là mạnh mẽ và thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có thể nói là chúng ta đang có những cái dấu hiệu rất là tốt đúng không ạ vậy thì uh, thực sự là giá trị của bitcoin nó có uh, xảy ra và nó có đi theo cái xu hướng như vậy hay không uh, ok thì uh, mình sẽ chỉ thêm cho các bạn hai cái chỉ số nữa uh, cũng đem lại một cái sự tích cực cho một uh, ủng hộ cho cái việc tăng trưởng uh, đồ thị giá của bitcoin uh, mình đang mở trạc tháng đồ thị giá của bitcoin Okay không ạ và mình có hai cái chỉ số đó là chỉ số Stock RSI và chỉ số RSI mình muốn các bạn chú ý. Đầu tiên đó là chỉ số Stock RSI. Thì chỉ số Stock RSI của Bitcoin đã sụt giảm vô cùng mạnh trên chạt tháng kể từ ngày à, mùa mùng 1 tháng 12 năm 2017. Đó từ thời điểm Bitcoin 20.000 đô và chỉ số RSI của Bitcoin giảm một cách à, không thương tiếc xuống vùng chỉ có 3 điểm thôi đó giảm từ khoảng từ 100 điểm xuống 3 điểm và đó là thời điểm mà chúng ta đã trải qua trong năm 2018 và vào thời điểm này thì có thể thấy là cái đường màu xanh luôn luôn nằm dưới đường màu đỏ đúng không ạ và thời điểm hiện tại và kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì lần đầu tiên chúng ta có thấy được cái sự đảo chiều đó là đường màu xanh và đường màu đỏ cắt nhau và sau đó thì đường màu xanh bắt đầu nằm trên đường màu đỏ và có cái xu hướng là đi lên. Đây là một cái xu hướng, đây là một cái điều mà thể hiện cái sự đảo chiều khá là rõ ràng. Và các bạn có biết là chúng ta cần phải chờ đã chờ đợi bao nhiêu ngày để có được cái điều này không ạ? để mình sẽ đo cho các bạn. Từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2017 đúng không ạ? Cho tới ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 có nghĩa là chúng ta đã chờ đợi khoảng 400 ngày để có được cái điều này xảy ra. Đây là một khoảng thời gian không hề ngắn một chút nào. Và sau 400 ngày thì lần đầu tiên chỉ số RSI của Bitcoin trên chặp tháng có xu hướng là hồi phục trở lại. Đó. Đây lại là một cái chỉ số nữa à, ủng hộ cái việc là một cái à, đợt tăng trưởng của Bitcoin đang báo hiệu sắp diễn ra, đúng không ạ? Ngoài ra thì chỉ số RSI cũng cho chúng ta thấy một số những cái thông số quan trọng. À, chỉ số RSI thì các bạn có thể thấy đây là cái chỉ đây là cái đường màu đỏ mình kể cho các bạn đấy chính là cái đường hỗ trợ của chỉ số RSI và cái đường hỗ trợ này nó rơi vào vùng khoảng 44 điểm. Và các bạn biết là lần cuối cùng mà chúng ta đạt được cái con số 44 điểm của chỉ số RSI trên chart tháng của Bitcoin là khi nào không ạ? Đó là vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015. Có nghĩa là đã 4 năm rồi chúng ta mới thấy được chỉ số stop chỉ số RSI của Bitcoin trên chart tháng thấp như vậy. đã 4 năm rồi, đây nó khoảng thời gian vô cùng dài. Và sau khi chạm vào cái đường hỗ trợ màu đỏ này thì chỉ số RSI của Bitcoin không đâu không đâm xuống sâu hơn nữa mà đang có cái xu hướng là hồi phục trở lại. Đó. Và các bạn có thể thấy là à, vào năm 2015 à, khi mà chỉ số RSI của Bitcoin thời điểm đó cũng đạt ở cái vùng khoảng 44 điểm. Và sau đó thì đang có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ cho tới cuối năm 2017. Thì thời điểm hiện tại của chúng ta à, sau khi có một cái sự điều chỉnh trong vòng hơn một năm trong năm 2018 chúng ta đã trở lại cái vùng hỗ trợ ở cái mức 44 điểm và đang bắt đầu có cái xu hướng là quay đầu hồi phục trở lại đó thì cái chỉ số stock SI và chỉ số RSI của Bitcoin cũng đang cho thấy những cái dấu hiệu khá là tích cực khi mà đã từ rất lâu rồi chỉ số đối với chỉ số stock RSI đã trải qua hơn 400 ngày chúng ta bắt đầu mới thấy được cái sự đảo chiều và chỉ số RSI thậm chí đã trải qua 4 năm chúng ta mới bắt đầu thấy được cái sự hồi phục trở lại của chỉ số RSI trên chặt tháng của Bitcoin cộng thêm cái chỉ số à, cộng thêm hai cái dấu hiệu nữa đó là dấu hiệu thứ nhất là gửi Golden Cross chuẩn bị xuất hiện và dấu hiệu thứ hai là đồ thị giá của Bitcoin đang nằm trên đường MA trong tất cả những cái dấu hiệu này thì nó đang kích thích thị trường và nó đang làm cho các nhà đầu tư rất là hứng phấn vì nó đang thể hiện một cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Vậy thì điều này nó có khả năng xảy ra không và nếu nó xảy ra và nếu nó không xảy ra, đúng như chúng ta suy nghĩ thì điều gì sẽ xảy ra thay thế vào đó đúng không ạ? Thì có một cách mà mình đã chia sẻ cho các bạn ở rất là nhiều video trước đó là chúng ta hãy cùng nhìn lại quá khứ để chúng ta biết được cái xu hướng trong tương lai và rất là may mắn rằng à, bằng những cái thông tin mà mình thu thập được thì cái chỉ thì những cái dấu hiệu của năm 2019 ở cái thời điểm hiện tại nó đang rất là giống với số với những cái dấu hiệu của Bitcoin trong năm 2015 và mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể uh, dùng những cái số liệu của năm 2015 để chúng ta uh, dự đoán cái xu hướng tiếp theo trong năm 2019 liệu nó có tăng trưởng mạnh mẽ như là chúng ta suy nghĩ hay không hoặc thì chúng ta hãy cùng uh, nhìn vào cái chart của năm 2015 thì thời điểm hiện tại của năm 2015 sẽ là cái thời điểm mà mình đang đánh dấu cái mũi tên để các bạn có thể thấy và vào thời điểm đó thì bitcoin cũng đang có cái sự hồi phục rất là tốt sau hàng loạt sau những cái ngày tháng giảm giá đúng không ạ sau đó chúng ta có một cái đợt hồi phục rất là tốt và cái thời điểm mà chúng ta mong chờ nhất có lẽ là vào cái thời điểm này đúng không ạ? khi mà bitcoin có một cái sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ tuy nhiên thì để mà có thể tới được cái thời điểm này thì chúng ta sẽ còn trải qua một cái sự điều chỉnh khá là mạnh mẽ và mình sẽ phân tích chart đồ thị của năm 2015 vào cái thời điểm à, giống như thời điểm hiện tại của chúng ta để chúng ta sẽ à, có được những cái nhìn nhận nó đa chiều hơn và chúng ta sẽ biết được là điều gì nó đang xảy ra. À, thì hiện tại mình đang mở chart uh, week weekly uh, của đồ thị của Bitcoin trong năm uh, 2019 ở cái thời điểm hiện tại và có ba cái indicator mình đang bật trên màn hình cho các bạn đó là đường MA200 là đường màu xanh là cây Đường MA20 là đường màu vàng và đường MA50 là đường màu xanh Và các bạn sẽ thấy rất là ngạc nhiên nếu như mình so sánh cái đồ thị hiện tại với cả đồ thị năm 2015 Thì đối với thời điểm hiện tại chúng ta có những gì? Đó chính là đồ thị của Bitcoin sau một cái cuộc giảm giá rất là mạnh từ vùng 6.000 xuống vùng 3.000 đô đúng không ạ? Và chúng ta được đỡ bởi cái đường hỗ trợ là đường MA200 và sau khi chúng ta được đỡ bởi đường hỗ trợ MA được ở ở đường MA 200 thì chúng ta có một cái sự hồi phục lên đường MA 20 và chúng ta bứt phá từ đường MA 20 lên tiếp tiệm cận tới đường MA 50 và thời điểm hiện tại chúng ta đang sideways ngay dưới đường vùng MA 50 đúng không ạ? Và đây là cái xu hướng ở cái thời điểm hiện tại. Vậy thì nếu như nhìn lại quá khứ vào năm 2015 thì điều gì đã xảy ra? Đây các bạn có thể thấy vào năm 2015 chúng ta sẽ có một cái xu hướng rất là tương tự cho với cái thời điểm hiện tại Khi mà sau uh, những cái tháng ngày giảm giá rất là mạnh mẽ thì đồ thị giá của Bitcoin test lại đường MA200 đúng không ạ Và sau khi test lại đường MA200 thì chúng ta bắt đầu tiến tới đường MA20 Và sau khi tiến tới đường MA20 chúng ta có một cái cuộc bứt phá lên tiệm cận đường MA50 đúng không ạ thì cái mũi tên này chính là cái thời điểm hiện tại của chúng ta mình muốn các bạn lưu ý đó chính là cái, đó chính là khi cái thời điểm của chúng ta tiệm cận tới vùng MA50. Đây các bạn thấy, đây chính là cái thời điểm này. Đó, chúng ta chạm đường MA200, tiến tới đường MA MA20 và phá qua đường MA20 tiệm cận tới đường MA50 và nó rất là chính xác. Trong năm 2015 chúng ta cũng có ba bước y hệt như vậy. Và vào trong năm 2015 thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng đó chính là chúng ta sẽ điều chỉnh rất mạnh khi mà chúng ta tận chạm vào cái đường MA 50 và chúng ta điều chỉnh về vùng MA 200 đấy các bạn nhé chúng ta chạm vào đường MA 50 và chúng ta điều chỉnh về vùng MA 200 trước khi chúng ta có được một cái sự bứt phá à, thực sự à, vào cái thời điểm tiếp theo đó và cái xu hướng này thì hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể được lặp lại trong năm 2019 thế nên các bạn lưu ý giúp mình là mặc dù là những cái chỉ số chúng ta thấy được cái sự báo hiệu rất là tốt. Tuy nhiên những cái chỉ số này nó là những cái chỉ số trên chặt week và chặt tháng và nó thể hiện một cái khung trong dài hạn. Và trong một cái khung ngắn hạn hơn thì mình cho rằng là đồ thị giá của Bitcoin hoàn toàn sẽ có cái sự điều chỉnh tương đối trước khi mà chúng ta có thể có được một cái cú tăng trưởng tiếp theo. Đây có thể thấy là vào năm 2015 chúng ta đang có những cái bước y hệt ở cái thời điểm hiện tại. Và chúng ta sau khi bị chặn nổi đường MA50 chúng ta sẽ điều chỉnh xuống vùng MA200. Sideway ở đây một khoảng thời gian thì sau đó chúng ta mới tiếp tục đi lên và có được một cái bước tăng trưởng tiếp theo. Thì đó là là vào cái thời điểm 2015 chúng ta đang đang phải đối mặt với những cái xu hướng như vậy thì các bạn uh, lưu ý lưu ý giúp mình chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại cái xu hướng như thế này và ngoài ra thì còn một số những cái chỉ số khác mà đang khá là ủng hộ cái việc là bitcoin sẽ có cái sự điều chỉnh tương đối lớn trước khi đi vào một cái đà tăng trưởng tiếp theo đó là khi mà mình mở cái chart weekly của bitcoin và các bạn thấy trên chart weekly thì mình đang có bật hai công cụ đó là công cụ rsi và công cụ Stock rsi Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì trong hai cái chỉ số này? Đối với công cụ RSI, à trước khi đến với phân tích công cụ RSI thì mình sẽ còn một cái điểm mà mình muốn các bạn lưu ý. Thì các bạn hãy nhớ cái ngày mà chúng ta chạm vào đường MA50 vào năm 2015 và chúng ta có cái sự điều chỉnh đó là vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015. Các bạn nhớ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015 nhé. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại. Với cái ngày này à, Ok, vào với cái chỉ số RSI Của đồ thị giá của Bitcoin Chúng ta sẽ có Một cái đường Đóng vai trò là đường kháng cự Và hỗ trợ rất là quan trọng Đó là cái vùng khoảng 59 điểm Và ở cái thời điểm hiện tại Chúng ta đang nằm ngay dưới Cái đường 59 điểm Đóng vai trò đường kháng cự này Vậy thì chúng ta hãy cùng nhìn lại quá khứ à, Điều gì xảy ra khi mà đồ thị giá của Bitcoin Chạm vào đường 59 điểm đúng không ạ có thể thấy là à, nếu chúng ta nhìn lại quá khứ này, lần lần gần lần gần đây nhất chúng ta chạm vào đường à, MA mình xin lỗi các bạn là lần gần đây nhất chúng ta chạm vào đường 59 điểm trên chỉ số RSI của Bitcoin đó là vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015 các bạn nhớ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015 mình vừa mới nhắc tới không ạ đó chính là cái thời điểm mà đồ thị giá của Bitcoin chạm vào đường MA50 và có cái sự điều chỉnh rất là mạnh đó. Đây là một điều mà các bạn nghe xong có lẽ sẽ khá là giật mình. Đó, thì tương tự như vậy, vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015 thì chỉ số RSI của Bitcoin cũng chạm vào đường kháng cự là đường 59 điểm và sau đó có cái sự điều chỉnh đi xuống để hoàn toàn liệu cả và và đây là nó thể hiện một cái xu hướng giảm, giảm giá và các bạn hoàn toàn uh, cần phải lưu cái điều này. Và trước đó thì là vào ngày mùng 2 tháng 6 năm 2014 thì chúng ta cũng chạm vào cái đường 59 điểm này và vào thời điểm đó thì các bạn có thể thấy là vào cái thời điểm đó thì nó cũng cho chúng ta đây các bạn thấy là mùng 2 tháng 6 đây đó mùng 2 tháng 6 năm 2014 đây và sau đó sau khi chạm vào cái đường 59 điểm thì chúng ta có một cái xu hướng giảm giá điều chỉnh rất là mạnh đó đúng không ạ và ngày thứ hai là ngày mùng 6 tháng 7, chúng ta cũng chạm vào đường 59 điểm và sau đó chúng ta có cái sự điều chỉnh rất là mạnh. Thì điều này là cái điều mà chúng ta không thể nào mà làm ngơ. Đó là cái chỉ số RSI trên trạc tuần nó đã nói cho chúng ta rất là rõ là khi mà chúng ta chạm vào đường 59 điểm thì thông thường chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh đi xuống và điều này là cái điều mà đang được dự báo trong thời gian tới trong những cái tháng sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà chỉ số RSI của Bitcoin hiện tại đang ở mức à, khoảng là 58,3 điểm, nói chung là tiệm cận được 59 điểm rồi. Và nếu như chúng ta nhìn lại trong quá khứ thì cả hai lần, đồ thị giá của cả hai lần chỉ số RSI chạm vào cái vùng này thì đồ thị giá của Bitcoin đều có cái sự điều chỉnh đi xuống. Ok, à, và cái chỉ số tiếp theo mà các bạn sẽ cần phải quan tâm đó chính là chỉ số Stock RSI đúng không ạ? Chỉ số Stock RSI thì chỉ số stock RSI vào cái thời điểm vào ngày ngày mùng 6 tháng 7 thì mình sẽ cho các bạn xem nhé Vào ngày mùng 6 tháng 7 thì chỉ số stock RSI cũng đạt ở mức rất là cao. Gần như là cao nhất có thể, đó là mức 100 điểm. Đó là vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015, các bạn lưu ý. Và sau đó thì sao ạ? Sau khi mà chúng ta sau vào ngày mùng 6 tháng 7 khi mà chúng ta có chỉ số RSI chạm vào đường 59 điểm và chỉ số stock RSI chạm ngưỡng 100 điểm là ngưỡng cao nhất thì sau đó đồ thị giá bắt đầu có cái sự điều chỉnh đi xuống đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ đó. Chúng ta à, nhìn thấy và đường và đồ thị giá thì chạm vào đường MA50 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh đi xuống. Và vào thời điểm hiện tại chúng chúng ta sẽ có thể thấy là điều tương tự đang được lặp lại. Và các bạn sẽ cần phải rất là lưu ý khi mà chỉ số RSI của chúng ta đang chạm vào đường 59 điểm đúng không ạ? Chỉ số stock RSI của chúng ta đang ở ngưỡng là 100 điểm và đồ thị giá của chúng ta đang chạm vào đường MA50. Như vậy là cả ba cái chỉ sở, chỉ báo này nó đều trùng khớp với thời điểm ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015. Và ngày mùng 6 tháng 7 năm 2015 thì chúng ta chứng kiến một cái đợt điều chỉnh khá lớn của Bitcoin vào thời điểm đó. Và đối với mình thì mình nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh tương đối trước khi mà chúng ta có một cái đợt tăng trưởng tiếp theo thì tất cả những cái chỉ số nó đang chỉ báo cho chúng ta cái điều này và các bạn nên à, thực sự là quan tâm và các bạn nên nốt lại những cái điều này để các bạn có thể theo dõi được trong cái thời gian tới và các bạn không nên chủ quan rằng một cái à, bull run, một cái à, một cái uptrend đang à, thực sự nó đang diễn ra. Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần một cái đợt điều chỉnh cuối cùng trước khi điều này thực sự là diễn ra và những cái chỉ số à, hiện tại so sánh với những cái chỉ số trong quá khứ nó đang cho chúng ta thấy rất là rõ điều này. À, OK và còn một cái chủ đề nữa mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn và mình nghĩ là chủ đề này cũng là cái chủ đề rất là hay đó là chủ đề uh, liên quan tới những cái giai đoạn hình thành một cái điểm là điểm golden cross như mình đã chia sẻ với các bạn ở đầu video thì điểm golden cross sẽ cho cho chúng ta thấy uh, sẽ cho chúng ta nhận biết được một cái đợt tăng trưởng trong uh, dài hạn của bitcoin và uh, và vì vậy để mà chúng ta có thể nh nhận biết được một cái điểm golden cross thực sự là diễn ra như thế nào chúng ta sẽ à, cần phải có một số những lưu ý, những cái giai đoạn hình thành những cái điểm golden cross là như thế nào. À, đây hoàn toàn không phải là những cái lý thuyết mà mình nghĩ ra và hoàn toàn đây là những cái lý thuyết trong à, sách sách vở và mình muốn truyền tải lại cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ à, có thêm kiến thức trong cái à, trong trong cái cách nhận biết một cái điểm golden cross vốn là một cái indicator rất là quan trọng trong một cái dự đoán xu hướng trong dài hạn. thì à, À, đối với, theo mình tìm hiểu thì à, có 3 giai đoạn để hình thành nên một cái gọi là golden cost Để chúng ta có thể dự đoán được một cái chu trình tăng trưởng trong dài hạn của Bitcoin à, Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn giảm giá mạnh cho từ khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều Và chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn à, sau một cái đợt giảm giá rất là mạnh Và chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu đầu tiên cái, Từ chỉ số RSI, từ chỉ số stock RSI Đúng không ạ? Từ điểm Golden Cross chuẩn bị xuất hiện từ cái việc đường đồ thị giá đang nằm trên đường MA200. Tất cả những cái điều này nó đang cho thấy chúng ta một cái dấu hiệu đảo chiều và chúng ta đang ở cái giai đoạn thứ nhất. Và chúng ta chuẩn bị bước vào cái giai đoạn thứ hai. Và cái giai đoạn thứ hai các bạn biết là giai đoạn gì không ạ? Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà điểm Golden Cross sẽ xuất hiện và giai đoạn này sẽ rất nhiều người lầm tưởng rằng một đợt tăng trưởng thực sự đã đã, đã và đang diễn ra. Là giai đoạn thứ hai sẽ là cái giai đoạn mà rất là nhiều người lầm tưởng như vậy tuy nhiên thì giai đoạn thứ hai thường là giai đoạn cho một cái tín hiệu giả có nghĩa là sau cái giai đoạn này thị trường sẽ lại tiếp tục điều chỉnh và chúng ta bước vào một cái giai đoạn tiếp theo và giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn khi mà chúng ta xuất hiện giai đoạn thứ ba thì khi đó thị trường mới đi vào thực sự một cái đà tăng trưởng và giai đoạn thứ ba là giai đoạn xuất hiện khi chúng ta có một cái điểm golden cross và sau đó thì toàn bộ đồ thị giá sẽ được đỡ bởi đường MA200 Toàn bộ đồ thị giá sẽ được nằm trên đường MA200 Thì khi đó chúng ta mới bước vào giai đoạn thứ ba đúng không ạ và thời điểm hiện tại thì chúng ta thậm chí là chưa tới giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ hai sẽ là giai đoạn mà chúng ta sẽ có một cái tín hiệu gọi là fake out hay còn gọi là tín hiệu giả à, rất là nhiều người sẽ tin tưởng một đà tăng trưởng sẽ diễn ra tuy nhiên thì giai đoạn này thường là giai đoạn sẽ có sự điều chỉnh mạnh trước khi mà thị trường đi vào chính thức cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn tăng trưởng à, mạnh mẽ Vậy thì nếu như giai đoạn thứ ba xuất hiện thì đồ thị của Bitcoin nó sẽ như thế nào, nó sẽ trông như thế nào đúng không ạ? Thì rất là đơn giản các bạn hãy nhìn lại đồ thị giá của Bitcoin trong năm 2015 các bạn sẽ thấy rất là rõ điều này. Sẽ có 3 giai đoạn trong năm 2015 và mình như mình vừa mới chia sẻ cho các bạn. Ok. Giai đoạn đầu tiên đúng không ạ? Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giảm giá đúng không ạ? Giai đoạn giảm giá sau đó xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều và đồ thị giá bắt đầu đi lên một chút giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà xuất hiện điểm Golden Cross, đây con thấy là vào thời điểm ngày 13 tháng 7 năm 2015 thì điểm Golden Cross bắt đầu xuất hiện và trong giai đoạn này thì theo lý thuyết đây là giai đoạn fake cao có nghĩa là giai đoạn tín hiệu giả. Mặc dù điểm Golden Cross xuất hiện tuy nhiên thì sau đó đô thị giá của Bitcoin lại bắt đầu điều chỉnh đi xuống và sau đó một khoảng thời gian tiếp theo thì điểm Golden Cross thực sự mới bắt đầu xuất hiện vào ngày 29 tháng 10 năm 2015 và vào sau ngày 29 tháng 10 năm 2015 khi mà điểm Golden Cross xuất hiện và sau đó đồ thị giá của Bitcoin nằm hoàn toàn trên đường MA200 thì chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn thứ ba là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và các bạn có thể thấy là cả ba giai đoạn này được thể hiện rất rõ trên đồ thị giá của năm 2015 và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để mà ứng dụng vào năm 2019 Vậy thì đồ thị giá của Bitcoin nếu như bước vào giai đoạn của thứ ba nó sẽ trông như thế này mặc dù là đồ thị giá sẽ có lúc đi lên điều chỉnh đi lên điều chỉnh tuy nhiên nó sẽ không bao giờ nằm dưới đường M200. Các con người thể thấy là đã rất nhiều lần kể từ năm 2015 trở đi đường M200 trở thành đường hỗ trợ vô cùng mạnh trên đồ thị giá của Bitcoin và Bitcoin chưa bao giờ nằm dưới đường M200 trong giai đoạn tăng trưởng này cho tới khi năm 2018 chúng ta có lần đầu tiên à, chúng ta chứng kiến đồ thị giá của Bitcoin nằm dưới đường M200 và nó báo hiệu cái xu hướng giảm giá tiếp theo rất là rõ ràng như vậy là chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ à, chuẩn bị cho cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn xuất hiện điểm golden cross tuy nhiên đây sẽ là một cái giai đoạn là xuất hiện những cái tín hiệu là tín hiệu giả và sẽ có cái sự điều chỉnh trong cái giai đoạn này và vì thế điểm golden cross nếu như trong một vài tuần tới mà xuất hiện thì nó không chắc chắn cho một cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của bitcoin ngay lập tức và thông thường sau cái đường Golden Cross đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh giá để đến đường Golden Cross thứ hai thì mới là cơ hội thực sự cho cái sự tăng trưởng trong đồ thị giá của Bitcoin và sau đó và nếu như điểm Golden Cross xuất hiện thì sau đó đồ thị giá của Bitcoin phải nằm trên đường MA 200 và không bao giờ được nằm dưới đường MA 200 thì chúng ta mới bước vào giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng thì uh, đó là cái lý thuyết về đường golden cross và cái cách chúng ta có thể nhận biết được về cái uh, cái indicator rất là quan trọng này thì mình nghĩ là các bạn nên tech note lại uh, cái lý thuyết này và các bạn có thể áp dụng được trong uh, trong tương lai. À, đặc biệt là trong năm 2019 thì chúng ta sẽ cùng xem xét thêm là liệu chúng ta sẽ có một cái tín hiệu giả trong cái thời điểm hiện tại này hay không. Uh, mình tin rằng là chúng ta sẽ có một cái tín hiệu giả sẽ có một cái sự điều chỉnh à, sau một cái đà tăng trưởng vừa rồi khi mà những cái à, chỉ số mình mình vừa mới chia sẻ cho các bạn đúng không ạ? Từ chỉ số stock RSI, chỉ số RSI trên chặt tuần nó đang rất là trùng khớp với năm 2015 và đồ thị giá của Bitcoin thì đang nằm dưới đường MA50. Và vào năm 2015 thì vào thời điểm đó đồ thị giá của Bitcoin có cái sự điều chỉnh rất là mạnh. Và điều này là cái điều mình nghĩ rằng là rất có thể sẽ xảy ra và lặp lại trong thời gian sắp tới thế nên là các bạn lưu ý giúp mình. Tuy nhiên thì sau cái giai đoạn đó sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta à, sẽ cùng ngồi với nhau và bàn tiếp là đã thực sự là bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng hay chưa? Hy vọng là cái đợt điều chỉnh này sẽ không điều chỉnh dưới mốc 3.000 đô à, vì cái mốc 3.000 đô sẽ là cái mốc à, hỗ trợ cứng và nó sẽ là cái vùng vô cùng quan trọng. À, nó sẽ là cái đường mà trùng khớp với đường MA 200 trên trạc tháng và nếu như chúng ta giảm giá dưới đưa xuống dưới 3.000 đô thì nó sẽ khá là nguy hiểm cho chúng ta và mình hy vọng là cái đợt giảm giá sắp tới của bitcoin sẽ à, không bị xuyên thủng qua cái vùng hỗ trợ 3000 đô. Ok, đó là những cái thông tin mà mình nghĩ rằng là rất là quan trọng cho các bạn để các bạn có thể à, nắm bắt được và tham khảo cho một cái xu hướng à, trong thời gian sắp tới trong đồ thị giá của bitcoin. À, một số bạn thì đã có hỏi mình về cái câu hỏi liên quan tới cái việc đáy của bitcoin là bao nhiêu hay là à, hay là hỏi mình ý kiến về cái việc là theo mình thì uh, hiện tại cái vùng 3.000 đô đã là vùng đáy của bitcoin hay chưa uh, thì mình thì mình không dám khẳng định rằng uh, không dám chắc chắn đáy của bitcoin là bao nhiêu thực sự là như vậy uh, tuy nhiên thì uh, nếu các bạn hỏi mình rằng là bitcoin còn có thể về xuống vùng 3.000 đô một lần nữa hay không thì ngoài những cái chỉ số mà mình vừa mới chia sẻ cho các bạn thì còn một cái lý thuyết nữa đó là lý thuyết uh, sóng elliot uh, mình uh, muốn chia sẻ cho các bạn và mình uh, sẽ chia sẻ lý do tại sao mình tin rằng là sẽ còn một cái đợt điều chỉnh nữa xuống ít nhất là xuống dưới vùng khoảng à, từ 3.000 đến 4.000 đô sẽ là sẽ là cái thời điểm à, sẽ có cái sự điều chỉnh à, các bạn có thể thấy là trên sóng Elliot trong à, về lý sóng về lý về lý thuyết sóng Elliot thì các bạn có thể tham khảo ở nhiều à, những cái tờ báo sẽ đã chia sẻ khá là kỹ lưỡng thì trong một cái sóng trong cái chương trình downtrend này sẽ có 5 sóng chính và sau đó thì sẽ có 3 sóng điều chỉnh đi lên thì chúng ta mình nghĩ rằng là chúng ta đang uh, ở cái sóng thứ tư trong năm cái sóng chính uh, đi xuống này 1 2 3 4 đây chúng ta đang nằm ở sóng thứ tư và sau sóng thứ tư này sẽ là một cái sóng điều chỉnh cuối cùng trước khi mà chúng ta đi vào một cái trend tăng mới thì uh, theo mình thì mình cho rằng là chúng ta đang nằm trong sóng thứ tư và trong sóng thứ tư này các người có thể thấy là trong sóng thứ tư trong cái sóng điều chỉnh uh, tăng lên trong sóng thứ tư sẽ có ba sóng nhỏ ở trong mà chúng ta đang hoàn thành cái sóng thứ ba. Và sau khi hoàn thành sóng thứ ba thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái sóng điều chỉnh cuối cùng là sóng uh, sóng này sóng e hay chúng ta còn gọi là sóng 5. Và hết kết thúc sóng năm thì chúng ta mới có được một cái sự tăng trưởng tiếp theo. Thế nên là trong uh, cái về lý thuyết sóng Elliot thì theo mình là chúng ta sẽ còn một cái sóng giảm nữa, đúng không ạ? Đó là nếu mà chúng ta nhìn thuần về lý thuyết sóng Elliot thì uh, theo mình nghĩ là chúng ta sẽ còn một cái đợt sóng giảm nữa và cộng thêm với những cái chỉ số mà mình vừa mới chia sẻ cho các bạn thì khả năng cao là Bitcoin sẽ có cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên thì sau khi Bitcoin điều chỉnh chúng ta thấy là vào năm 2015 mà khi mà Bitcoin mặc dù có cái sự điều chỉnh rất là mạnh tuy nhiên đường MA200 lại là đường giữ chân Bitcoin lại trong khoảng thời gian cũng tương đối à, trong vài tháng và sau đó thì chúng ta chứng kiến một cái đợt tăng trưởng tiếp theo thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong năm 2019 à, nếu như sự điều chỉnh của Bitcoin không bị uh, xuống quá sâu, không bị dưới, uh, không bị xuống dưới đường M200. thì uh, nếu đi đường ma 200 mà giữ được Bitcoin trong uh, nhiều tháng sắp tới thì mình nghĩ rằng là uh, thời điểm cuối năm 2019 sẽ là cái thời điểm uh, Bitcoin có cái sự tăng trưởng uh, cũng khá là mạnh mẽ. Mình cho rằng là như vậy. Uh, OK, đó là tất cả những cái thông tin uh, trong cái video ngày hôm nay. Video hôm nay có rất là nhiều thông tin và mình hy vọng là các bạn có những cái thông tin để các bạn có thể tham khảo trong thời gian sắp tới ở những cái xu hướng diễn biến của Bitcoin và các bạn sẽ đưa ra những cái kế hoạch phù hợp và mình hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn trong thời gian tới mình sẽ cố gắng có những cái diễn biến mới của thị trường thì mình sẽ update cho các bạn để các bạn có thể nắm được đúng không ạ nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy nhớ like share và comment ở bên dưới cho mình biết và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau xin chào